Xin chào tất cả các bác ơi. Đây này, hôm nay em view cho các bác ba cái mẫu điều hòa các bác nhá. Nhưng hôm nay thì em lại tặng nồi cơm cho các bác. Thôi hôm nay bán hàng nó vui vui thì và mua điều hòa em tặng cho bác một cái nồi cơm. Đây. Hôm nay nồi cơm thì em nó còn mấy cái thì em bán em tặng nồi cơm luôn cho các bác nhá. Rồi. Anh vào ống nước. Cuốn. Đây này các bác ơi. Đây này, có ba mẫu thôi. Thì mua điều hòa em tặng luôn cho bác một cái nồi cơm. Nồi cơm đang có thì em cứ chọn các bác, vừa bán vừa khuyến mại. Các bác mua một được hai các bác nhá. Hôm nay mua một được hai này. Nguyên rất nước cho anh ấy. Đây các bạn, đây hai cái mẫu 18.000 hàng zin bản này. 18.000 hàng zin bản, tặng thêm cho bác cái nồi cơm Tiger. Về lô cơm thì nó ngon, nòng sáng bóng luôn, đẹp. Nha, 509 NX12. Đấy. Điện áp 200V thôi. Sử dụng phòng 30m² đổ về. Zin bản, sơn zin bản các bác nhá, sơn zin bản. Cũng nóng đây, cũng 509 NX12, sơn zin bản đây. 1,17 cân ga 410, tổng khối lượng ngoài trời nặng 34 cân. Dàn diếc thì cực kỳ đẹp nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đấy, sơn zin bản, máy 18.000. Máy 18.000 BTU các bác nhá. 18.000 sơn zin BTU, sơn zin bản 100%. Tặng thêm một cái lồ cơm Tiger, lồ cơm thì bao phê luôn, nòng cực kỳ đẹp. Các bác nhá. Nòng cực kỳ đẹp luôn. Các bác. Đây, Tiger, hàng đẹp không? Cục nóng, cục lạnh thì zin bản. Máy 18 full tính năng. Còn này full tính năng, lực nia rộn ràng. Dàn đồng hai lớp. 509 SXB2. Đây tặng thêm cái nồi cơm Tiger nhé. Đấy dùng cho 4 người ăn. Các bác 4 người ăn. Thì con này em bán cho bác với giá là 8.900.000. 8.900.000 tặng thêm cái nồi cơm các bác nhá. Đấy. Hôm nay tặng thêm cho bác một cái nồi cơm các bác về dùng cho nó full đồ, điều hòa Nhật, nồi cơm Nhật các bác nhá. 8.900.000 tặng thêm cái nồi cơm. Đấy, hàng full tính năng, lưng nia rộn ràng. Sơn thì sơn zin bản 100%. Sơn zin bản 100%, ok nhá. Đấy, mẫu thứ nhất, mẫu thứ hai này. Đấy, con phi cơ mặt đất cũng tặng thêm một cái nồi cơm luôn. Nha. Tặng thêm cái nồi Mitsu. Nòng bao đẹp. Bao cơm ngon. Rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Đấy, Mitsu. Mã này, 50KA2E6. Đấy, 1,8kW này. Sơn zin bản, sơn zin bản rất là đẹp. Rồi, cục nóng đây. 50K26 ấy. Thì đang 200V, tổng lượng là nặng 34 cân. Đây. Dây dợ của nó zin hết luôn. Zin hết con hạnh vậy, dây dợ zin hết luôn. Cục nóng, dàn đóng xanh. Mạ chrome, dàn đồng hai lớp. Nha các bác nhá, dàn đồng hai lớp, máy 18.000. Cũng là giá 8.900.000. Tặng thêm cho bác một nồi cơm Mitsu. Đấy, hàng zin bản mộc mạc ấy, đúng nhá. Chơi chơi đẳng cấp. Đây này. Tặng một nồi Mitsu mới tinh. Nấu cơm bao ngon. Các bác nhá. Đấy thì hai con này đều là máy 18 thì đều là giá 8.900.000. Tặng thêm cho các bác tất cả mọi người một cái nồi cơm, một con là nồi cơm Tiger, một con nồi cơm là Mitsu. Thì các bác thích con nào thì em tặng cho con đấy các bác nhá. Đấy. Hai con này các bác nhá, hai con máy 18, hàng full tính năng. Lưng nia rộn ràng Ecolavi Lalo full tính năng. Đều là dàn đồng hai lớp các bác nhá. Giá chỉ có 8.900.000, tặng thêm nồi cơm mà còn đủ đồ điều khiển giá treo mà lạnh các bác nhá. Ok chưa các bác? Tiếp vào một con VIP nhá. VIP zin bản viên tiên. VIP zin bản viên tiên. Nha. Đấy, VIP gì bản viên đen này. Đây này, Inket 22 2012 nhé. Tặng thêm cái lồ cơm Iris. Tặng thêm lồ cơm nhé. Cơm thì bao đẹp luôn. Bao lồ cơm ngon. Đết cao, còn đết cao 2020-2021 lồ cơm ấy. Con này con máy 9.000. Full tính năng, lưng nia rộn ràng. Hàng sơn zin bản nhé. Đây sơn zin bản này, cực kỳ đẹp. Eco Lalo nâng nia rộn ràng nhá. Cục nóng đây.
x23. Đây. Điện áp thì 100V. Tổng khối lượng 38 cân. Đây này. Dàn nóng sạch. Dàn nóng mạ chrome. Nóng mạ chrome rất là đẹp. Đây nhá. Đấy, sơn zin. Tặng nồi cơm. Con này thì em bao đủ đồ cho các bác. Điều khiển này, rét treo mặt lạnh này, cục đối nguồn này, tặng thêm một nồi cơm này, giá 8 triệu rưỡi các bác nhá. 8 triệu rưỡi thì có cả cục đối nguồn cho các bác luôn. Đủ đồ ấy. Các về chỉ việc xài thôi. Lắp đặt ở ống đồng các bác nhá. Thì hôm nay em view cho bác 3 mẫu đây, con này đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Đây. Con này vậy. Đây máy 18 3 con. Quay view cho bác 3 con. Nhá. 3 con điều hòa thì bác cần inbox chưa? Số điện thoại Zalo của em là 096 1519 122 quá nhá. Đấy, ok. Đều là máy đẹp không? Giá thì cực kỳ hợp lý các bác ạ. Cực kỳ hợp lý các bác nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi. Rất mong các bác ủng hộ các bác nhá. Chào tất cả các bác.